Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đây, chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị bạn bè gần xa. Hôm nay em tiếp tục về một lô mai dảo lai, cây trực có, cây gián long có. Xin giao lưu cùng cô chú anh chị bạn bè. Số điện thoại em là 0346929112, cũng là số Zalo của em luôn. Em bao những cây to này, em bao phí ship 200 cây số nha cô chú anh chị. Còn bao sống thì em bao sống 50-50% cho mỗi người có trách nhiệm trong đó nha cả nhà. Rồi em giao mã số 1 đầu tiên của clip luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi chiều cao. Dạ chiều cao là khoảng 2m cô chú anh chị. Rồi tán ngang. Tán ngang 2m luôn cả nhà. Rồi dấu hoành luôn nè cô chú anh chị ơi. Dạ hoành thân 29. Rồi 29 hoành. Cây đơm nút nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị ơi. Thân này thân mắt trút nữa, những nhánh nó nứt nó nở ra. Cây này cả nhà của em về chăm dưỡng đi, là thời gian có thể là lên hiện tượng xù cho mình luôn nha cô chú anh chị. Đây thân mắt trút, những nhánh nó nứt hết rồi nè cả nhà. Đó, mắt trút từ trong nhánh cho tới thân luôn cô chú anh chị. Một cây trực thẳng băng luôn. Nút nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cọng đế rất là to. Đó. Đế bàn xè đều ha. Dạ đế bàn xè đều, nhánh rất là lực luôn. Nút nụ rất là nhiều, tàn tròn quay không khuyết bên nào nha cô chú anh chị. Dạ mã số 1 em xin giao lưu giá 5 triệu em phí ship 200 hả? 200 cây số luôn cô chú anh chị. Rồi mình qua cây tiếp theo. Dạ em lên tiếp theo là mã số 2, một em long tàn tròn quay luôn nè cô chú anh chị. Chi nhánh cũng rất là lực luôn. Rồi cao ngang luôn em. Chiều cao 2m rưỡi, tàn ngang 3m nha cô chú anh chị. Rồi cái này tàn nó rộng hơn cây em vừa rồi ha. Dạ tàn rất là rộng. Lô mai này là lô mai em rút ở trên vườn, cho nên là cây nào như cây đó cô chú anh chị mình yên tâm. Mua số lượng nhiều thì em sẽ để giá sỉ cho cô chú anh chị mình ha. Dạ hoành thân là 28. Rồi 28 hoành. Chi nhánh rất là đều, nút nụ cũng ôm rất là đẹp luôn. Trên đây ha. Đây. Rồi. Tròn như trái banh luôn. Đặt lá hết rồi, bao nhiêu tay cành quý vị thấy rất là rõ ràng ha. Tay cành đều ha, bỏ tứ diện đây ha. Dạ chiếc này em lặt lá sạch sẽ cho cô chú anh chị của mình á. Mình mà lặt lá rồi mình khỏi quay nút nụ nha quý vị. Nút nụ đưa ra rất là nhiều luôn. Thì em gái cũng cảm ơn clip vừa rồi cô chú anh chị thương tình ủng hộ em gái ha. Và em gái cũng tiếp tục clip này luôn, cô chú anh chị cũng thương tình mua số lượng giùm em gái luôn ha. Dạ mã số 2 tàn tròn quay luôn, bộ đế gián long co rất là duyên cây luôn cô chú anh chị, chi nhánh rất là lực luôn. Em xin giao lưu giá 6.800.000, em phí ship 200 cây số cho mình nha cô chú anh chị ơi. Tròn như trái banh luôn. Rồi, đó, xuống cây anh em ơi. Rồi, dạ mình qua mã số 3 ở ngoài đây nha quý vị. Em lên tiếp theo mã số 3. Đây, hồi đứng đây luôn. Dạ cây mai mã số 3. Chiều cao 2m rưỡi hơn nha cô chú anh chị, tàn ngang cũng 3m luôn nha cả nhà. Quá cây này. Tàn rộng quá ha. Hoành 30. Rồi, 30 hoành. Cũ 52. Cũ 52 ha, cũ dữ ha. Đó, cây nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị của mình mà mua số lượng nhiều thì em sẽ để giá sỉ cho cô chú anh chị của mình ha. Vì cây đi về một chỗ em đỡ tiền phí ship nha cả nhà. Đó, một cốt chót đọt luôn cô chú anh chị. Tại cành đều rang hết trơn ha, tứ diện luôn ha. Nút nụ cũng quá trời luôn nè. Dừng lại anh cho quý vị xem nút nụ ha. Đây quý vị, gom lại quý vị. Đây. Quá đó, trời nút nụ luôn cô chú anh chị. Đặt hết trơn hả quý vị. Dạ. Đây vậy ha, nhánh nào cũng vậy ha. Đây cái co của nó đây. Tại cành nè quý vị nghe, tại cành rất đều ha. Khít không ha. Này quý vị nuôi vài năm nữa tại cành này bự lên là nhìn thấy ghiền luôn á. Đó rồi cái củ đế nè cô chú anh chị. Rồi co lắc nè. Cái co lắc nè. Rất là duyên, rất là khéo luôn cái co nè cô chú anh chị. Củ đế hồi nãy mình đo cái củ này tới 50 mấy luôn ha. Dạ 52. Rồi quý vị nghe ha, đế ha. Tại vì cái lô mai này là hàng em rút em tuyển hàng ở trên vườn, cho nên cô chú anh chị của mình về tàn thân nhánh là cô chú anh chị của mình khỏi cần phải lo, khỏi cần suy nghĩ ha. Dạ mã số 3 em xin giao lưu giá 6.800.000, em phí ship 200 cây số cho mình luôn cô chú anh chị ơi. Đây tàn rất là đều luôn. Tàn rất là đều luôn, cây rất là đẹp, rất là duyên cây luôn cô chú anh chị. 6.800.000 em gái phí ship 200 cây số về nhà cho mình nha cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Dạ rồi em lên tiếp theo là mã số 4 cho mình nha cô chú anh chị. Bên đây. Dạ số 4 chiều cao 3m, tàn ngang 2m rưỡi. Đây cái cây này cái co cổ dịch nè cô chú anh chị, y như con thú luôn cô chú anh chị ơi. Hoành nhiêu em? Dạ hoành 32. Hoành to ha, 32 hoành luôn. Đây tàn đây một cốt luôn, 3m cô chú anh chị ơi. Này cao dữ ạ.
em dừng lại cái tập đó, hàng em rút trên giường nè. Quý vị nghe cái đỉnh đọt nó trên đây ha. Hàng em rút trên giường cho nên làm dấu hết. Rồi, em cứ xem chậm chậm cho quý vị mình xem ha. Rồi, xê. Nói chung cây nào cũng có nút nụ hết nha cô chú anh chị. Dứt một cặp về chơi Tết cô chú anh chị ơi. Một cặp luôn. Đây. Mua ba luôn đi quý vị ơi. Đây, cây hỉnh thú nè cô chú anh chị. Nè, cổ đeo dây chuyền á, thấy không? Cổ đế nè cô chú anh chị. Rất là đẹp. Chân trống chân chịu đầy đủ nha cô chú anh chị. Tại vì mai tàn em không có mơi móc nhiều. Mơi móc nhiều cây của mình nó suy cây lắm. Cho nên là em làm sơ sơ vậy, cả nhà mình xem thấy vậy là được rồi. Cây bổ đế rất là to luôn, chiều sâu rất là cao. Cho nên cô chú anh chị của mình cũng yên tâm về sức sống cây. Với phần em có bao sống 50-50 cho cả nhà của em. Cho nên cả nhà ơi cứ tự tin ủng hộ em nha. Dạ, mã số 4 em xin giao lưu giá 7 triệu với ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Mua nhiều có giá ưu đãi luôn cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Rồi. Dạ, rồi em lên tiếp theo là mã số 5, một cây tàn cũng một con thú ngóc đầu luôn. Chi cành nhánh đều san sát quá đẹp luôn, nút nụ kính mít cây luôn. Rồi, cao ngang khoảng nhiêu đây em? Dạ, chiều cao khoảng 2m7, tàn ngang 2m5 cô chú anh chị. Rồi, tàn bự ha. Rồi, cứ cho cái quành luôn. Cổ đeo dây chuyền nhóc luôn. Rồi, cái quành. Dạ, để em đo. Cứ đo đi rồi anh vô anh xem về cái tàn cái ha. Đo rồi cứ báo ha. Dạ. Dạ, quành thân là có cấn gì không? Bự dữ hả? 33. Dạ, quành thân 33,5. 33. Đó, quý vị nghĩ nè, định đọt đây ha. Nứt hết trơn luôn, rồi, từ dưới cành, lên trên luôn coi chứ anh chị. Cái cành đều hết trơn ha, từ trên xuống dưới luôn, khích rịch hết trơn ha. Cây này có đế nơm nè, đế nơm xè đều luôn. Em này tay cành đều giống như cái em mã số 3 hay số 4 gì đó ha. Tay cành giống mã số 5, dạ số 5 với số 4 một cặp nha cô chú anh chị. Nè đế nè. Cây này là cây số 5, còn cây mới vừa xong là số 4. Số 5, số 4 một cặp nha cả nhà. Đây đế nơm cắm đều luôn. Quanh này 33. Đó, dạ. Đế lần trước nè. Nguyên con thú luôn. Nè đó. Dáng cò rất là duyên, chủ vườn rất là khéo. Chi nhánh phân bố rất là nhịp nhàng luôn. Những nhánh là những nứt hết luôn cô chú anh chị. Rồi. Dạ, mã số 5 em xin giao lưu giá 7 triệu phí ship 200 cây số, con thú ngóc đầu luôn cô chú anh chị ơi. Cần đều luôn. Ông hại giùm em gái luôn nha cô chú anh chị, em gái cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Nút nụ rất là nhiều luôn. Rồi, xuống cây em ơi. Dạ, em lên tiếp theo mã số 6. Cây số 6 này với đây. Cây nào? Hồi nãy hồi đầu như số 2 hay gì em một cặp đó cô chú anh chị. Cây này chiều cao 2m, tàn ngang 2m luôn cô chú anh chị ơi. Cũ rồi, ngỡ. Hoành luôn. Dạ, hoành 29. Rồi, hoành 29. Có cây cũ. Cũ 50. Rồi, cũ 50 luôn. Cái dáng co hình như là cây số 6 với số 2 một cặp đó cô chú anh chị. Em thấy dáng co giống á. Rồi, quý vị mình ngắm nghía kỹ tay cạnh em đó ha. Đây, cây kế tiếp nữa co cũng giống luôn. Co rất là đẹp cô chú anh chị. Chi nhánh rất là đều. Đó, để này. Nhánh rất là lực luôn. Vì nghĩa cái bệ đế ha. Lô mai này là lô mai tuyển em rút hàng nhất cả nhà. Cho nên là 10 cây như một. Chất lượng cây rất là xứng đáng đồng tiền mình bỏ ra nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 6 em xin giao lưu giá 4.500.000. Em phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Cây này cũng có thể ship toàn quốc được luôn nè cả nhà. Mày tính tàn này sàn ngang ship nổi không? Ê thôi lực quá sao giải nhắn cho chứ anh chị. Thôi 200 cây số thôi cô chú anh chị, em ship bằng đường xe tải hoặc là xe máy nha cô chú anh chị. Mã số 6 4.500.000. Dạ em lên tiếp theo mã số 7. Chiều cao 2m, tàn ngang 2m2. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành 32. Không biết vậy. Cũ 50. Rồi cũ 50 hoành 32. Hoành 32 cũ 50. Cái dáng co nè cô chú anh chị. Chi nhánh rất là đều, dáng lông luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đọt cái đọt chủ nó đây. Đọt chủ thẳng băng luôn. Nãy giờ em thấy cây nào đọt cũng thẳng không, không có nói nha cô chú anh chị. Không có chấp nói nha. À, dáng co nè cả nhà. Tay cành đều quá ha. Tính ra cây này có một nhánh bay nè cô chú anh chị. Nó có ở đây bay ra được nhánh rồi cô chú anh chị. Nhánh, cái nhánh bay có xù nè. Dạ đúng rồi, để xù.
À, à, em không thấy. Xù nhẹ cái cánh nhánh. Dạ. Rồi củ nở đế đều luôn nè cả nhà ơi. Cậu gì nghe cái củ đế ha. Đó, củ nở đế đều luôn. Nè quý vị. Đó, dán cò. Nè, củ nở đế đều. Dạ. Mã số. Mã số 7 em xin nhớ luôn, giá 5 triệu 500 ngàn em phí ship 200 cây số luôn cơ chứ anh chị ơi. 5 triệu 500 ngàn. Đó anh bao chủ kênh luôn. Quay đế kỹ cho cả nhà mình xem á. Đế rất đẹp ha. Dạ rồi em lên tiếp theo là mã số 8. Chi nhánh đều săn sát luôn. Chiều cao là 2,5 m, tàn ngang là 2,2 m. Thẳng chiều đế luôn như cái gì, lát nữa quay cái tàn sao. Hoành 31,5 tính 31. Cây đế nè cô chú anh chị ơi. Rồi đế đây quý vị, gì nghe kỹ ha. Nhắn co nè. Nó eo qua bên nó đi lên. Chi nhánh rất là đều luôn cô chú anh chị. Ở đây còn một cọng rễ rất là to nhưng mà quý vị đây. Ngay đây ha. Còn to lắm ngay đây nè. Cần quý vị xịt ra xíu nữa là xuất hiện cái cọng rễ to nằm đó luôn. Cây này em làm chứ em đâu có tắm nó đâu. Em làm cái em xách nước em tưới nó không chứ em đâu có tắm nó đâu, cho nên đế nó không có lời. Dạ mã số 8. Trời ơi cây này đẹp quá mà giá cực kỳ yêu thương luôn cô chú anh chị ơi. Gì ha. Cái tàn ha. Tay cành đều quá nè. Tay cành đều, cây này rẻ nhanh tay cây này nha cô chú anh chị. Có 5 triệu em phải phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 5 triệu. Cây này có 5 triệu, cây này rẻ. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo luôn. Dạ em lên tiếp theo là mã số 9. 9 cao dữ ha. Dạ quá chiều cao 3 m, tàn ngang là 2,5 m hơn á cô chú anh chị. Em cao mấy mét em nha. Cao mấy mét? Cao 3 m, ngang 2,5 m trừ heo. Rồi cái này hoành 34. Cái này ở ngoài cao dữ lắm nha quý vị. Hoành 34 nha cô chú anh chị. Cái đỉnh đọt nó nằm. Cây này cao khỏi mái nhà em. Cây này cao khỏi mái nhà luôn cô chú anh chị ơi. Đây đọc chủ nó nè, có gì một củ đế đẹp luôn nè. Toàn nè cả nhà ơi. Tại cành đều ha. Bung nút nụ quá trời luôn. Tại cành đặc. Cô chú anh chị ai thích tông cao hốt cây này cô chú anh chị. Quá cao. Cây này 4 m. 4 m có. Cây này quá cao. Rồi mình xuống đế nha quý vị. Ai đế nè cả nhà ơi. Quá trời cái bầu. Bầu 73 luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời cái bầu. Đường kính bầu gì? Chiều sâu bầu 32 luôn cô chú anh chị. Quá trời cái bầu. Này vô chậu 1 m, 1 m 2 cô chú anh chị ơi. Đây còn mấy con bự ở đây nữa. Quá trời cái mịn cây này nó dặn nó bự khủng khiếp. Rồi giá. Giá rất là yêu thương luôn cô chú anh chị ơi, có 7 triệu hả, tiền xe lụm hết trơn rồi cô chú anh chị. Tiền xe lụm. Cái này ông chủ cây chắc tối chiều hôm qua nhậu sáng còn xỉn hay gì cả nhà ơi. Mã số 9 7 triệu cô chú anh chị ơi, em phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị. Cây mai cao khủng luôn, 4 mét đó mà. Tính dạ. 3 mét rưỡi ha. Cây rất là khủng, rất là bự. Cây bự lắm á, cao lắm á. Rồi em lên cho mình một cây VIP rồi cô chú anh chị. Trực lắc VIP. Máy đây. Mã số 10, chiều cao 3 mét. Tàn ngang 3 mét hơn. Rất là rộng luôn. Rồi cái hoành luôn ha. Hoành 32. Cũ 52. Rồi xê xê luôn. Tàn tròn. Cây này đẹp nè cô chú anh chị. Nói chung lô mai này em thấy cây nào cũng đẹp á. Rồi quý vị mình ngắm nghía từ cái đỉnh mình kéo rà xuống nha quý vị. Quý vị nghía tay cành nha. Quá trời lúc đầu luôn. Trời này ha. Quá trời cái cũ. Cây này đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Cái nào đẹp là em nói đẹp, còn cái nào mà nó không đẹp cái em ru à. Đây để ha quý vị. Để bàn sẽ điều bầu ha. À, dáng cò lắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Ủa bậy nó làm bậy gì? Dáng trợ, dáng gì? Dáng trực lắc. Nó làm bậy, dáng trực lắc có cụ đế, rất là đẹp luôn. Đâu em qua ngồi đối diện camera anh cái Tâm. Ngồi xuống cái ha. Đâu vậy so sánh cây mai với Tâm này ha.
Cây nó đẹp hơn em cô chú anh chị ơi. Không nói giùm em đi cả nhà. Không nói giùm em đi. Rồi, dạ, mã số 10. 7.500.000 phí ship 200 cây số cô chú anh chị. Cây mai này rẻ nè cả nhà. Đẹp. Trồng biết bao nhiêu năm luôn mới được cây vậy cô chú anh chị ơi. Mua rồi. Về Tết này mình chơi cả nhà. Xuống cây. Dạ em lên tiếp theo là mã số 11. Cây này cũng khủng khiếp bự nè. Rồi, chiều cao 3m, tàn ngang là 2,5m hơn. Trừ hao hết nha cô chú anh chị. Rồi vô hoành luôn. Hoành 31. Rồi 31 hoành. Ôi cây này cái bộ đế của nó y như cái bàn tay của mình mà xè năm móng ra cô chú anh chị. Rồi nghe quảng cáo hấp dẫn quá, lát nữa quay xuống dưới nha quý chị. Bởi vì phía tay cạnh cái hang. Đế nó trải giống như là cái dòng nước nó chảy luôn. Đây quý vị nghe kỹ nha. Mình đặt máy tay cành quý vị xem cho kỹ nha. Đó, đặt kẹo hết trơn ha. Cây này cái mình của nó kêu gì anh? Cái này kêu này gì? Nó có hiện tượng là nu nu vú bò. Đùi ếch hay là vú bò nhưng mà nó chưa có mạnh lắm nha, mới u u mới hiện tượng thôi. Hiện tượng nu vú bò. anh ngại cái từ vú luôn. Nó đùi ếch. Chứ không phải đàn ông anh nghe thích thì chết. Đây à, quý vị. Đây bộ đế nè cho chứ anh chị. À vô đế quay mà nói chuyện gì đâu không. Đây dòng nước chảy rồi cô chú anh chị nè, giống không? Bàn tay của mình nè. Xè ra dòng nước chảy. Trời. Trời ơi, hốt cây mai này về nước chảy vô nhà là tiền vô cô chú anh chị ơi. Nước là tiền cô chú anh chị ơi. Có 7 triệu mã số 11 rồi cô chú anh chị. Cái này để bàn đẹp ha. Đều kính luôn á thiệt mà. Nguyên cái bàn tay. Mã số 11 với số 9 là một cặp nha cô chú anh chị. Tay cành cũng đẹp luôn. Một cặp cái dáng này là một dáng à. Hai vợ chồng á cô chú anh chị. Đây hai vợ chồng á, hai vợ chồng ịn lại hình trái tim cô chú anh chị. Dáng co y chang lên. Trồng hai bên là ịn lại hình trái tim để trước cửa nhà nha cô chú anh chị. 7 triệu mã số 11 cô chú anh chị ơi. Đẹp tàn đẹp luôn. Rồi. 9 11 một cặp. Dạ em lên mã số 12. Rồi, cây mã số này 12 là bên đây ha. Cây này là cây con thú nó nằm nó ngóc đầu hơi lơi lơi. Dạ rồi. Mã số 12 chiều cao là 2,5m, tàn ngang là 2m. Rồi. Cây hoành luôn. Cây ở ngoài bự lắm nha cả nhà, nói chung là em trừ hao cho cả nhà mình hết ha. Hoành 31. 31 hoành nè quý vị. Này tâm ước lượng chiều cao cho quý vị ngang là về quý vị đo dư, tại nếu mà mình về mình cũng cắt con tỉa thì nó cũng mất hơn xíu thôi, nếu để về thì cũng mất. Dạ nói chung là chiều cao tới tán ngang lượng thì trừ hết rồi đó nha quý vị. Em ước lượng chiều cao và tán ngang là trừ hao cho cả nhà em về con cành vô nữa nha cô chú anh chị. À quý vị cây em để tự nhiên về cả nhà mình muốn cắt như thế nào đó cắt tùy theo ý của mình ha. Dạ màu cốt thẳng chi nhánh đều. Rồi để dài quá thì nó cây nó bị yếu thôi quý vị ơi, vì cắt còn xíu nữa nó mạnh nha. Cái mình đó nó nè. Cái mình dẹp đép nằm xuống đây củ nở xè ra. Đó, tính ra cây này cũng có duyên chứ bộ. Mà dáng gì em không biết dáng gì. Lắc một cái là lên trực. Dạ mã số 12 em xin giao lưu giá 5,5 triệu hả cô chú anh chị ơi. Quá trời cái cây vậy mà hết ý hết lớn luôn. Cái bầu biết nói luôn. 12,5 triệu cô chú anh chị ơi. Dạ rồi em lên rồi, tiếp theo là mã số 13 hết ha. Dạ mã số 13 là chiều cao đi anh. Rồi cao nhiêu? Cao 2,5m không? Cao 2,5m, bàn ngang 2,5m luôn cô chú anh chị ơi. Trời ha luôn. Cây mai vắng thế nha cô chú anh chị. Cái hoành luôn. Ôi hoành bự dữ vậy. Dạ hoành thân là 35. Hoành thân 35. 35. Quá trời luôn. Nó đứt nó đeo dây chuyền tùm lum hả cô chú anh chị. Cây mai này cây mai dáng thế nha cô chú anh chị, dáng độc lạ nha. Lên trên vườn. Quý vị nghĩa thân chủ trước đi ha. Lên trên vườn mấy trăm cây được có 1 cây vậy nè cả nhà. Có 1 cây nhánh tử bẻ bẻ hồi à. Đúng tử luôn. Mà rất là khéo luôn, tàn rất là tròn luôn. Tính ra này mà về cô chú anh chị mình tạo dáng thế cũng có thể bẻ được hình trái tim nha cô chú anh chị.
là như khoái trái tim nó như thiệt mà cũng có thể là được cái hình trái tim nha cô chú anh chị. Lúc nậu rất là nhiều luôn. Rồi vô đế nha quý vị. Đây củ nở cây đeo dây chuyền quá trời luôn nè, đó có đeo dây chuyền lum luôn nè, củ đế nè, để đều quá ha. Đây đế nè cô chú anh chị, đế rất là đều cái bầu luôn hết cô chú anh chị. Dạ mã số 13, em xin giao lưu giá 7 triệu em phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị ơi. 7 triệu em phí ship 200 cây số về nhà cho mình luôn nha cô chú anh chị. Nha quý vị. Đây, tay cành đây. Phát sinh thêm cây nữa hả? Thêm cây nữa. Còn em có lên clip rồi nhưng mà cây sù quý vị ơi. Khách trả chưa tới giá em chưa bán nó vậy. Rồi, còn cây sầu như cuối clip nha quý vị. Dạ, mã số 13 em xin giao lưu giá 7 triệu phí ship 200 cây số về nhà cho mình nha cô chú anh chị. Rồi, mình chuẩn bị qua cây 14 nha quý vị. Rồi, em tiếp theo là cây sầu cuối clip của em nha cô chú anh chị ơi. Rồi, em có lên clip nhưng mà khách trả. Em lên tiếp theo là mã số cuối clip của em là một cây sầu nha cô chú anh chị. Cây sầu này vừa tàn vừa đế luôn cô chú anh chị ơi. Vừa tàn vừa đế luôn. Này cao cho anh nói luôn á. Cho em ước lượng đi, 2m2. Dạ, cái này chiều cao là 2m7, tàn ngang là 2m5 hơn. Rồi, tàn cũng bự nè. Để cho chủ cây nói nó linh hơn. Dạ, hoành thân 32. Ai bộ đế rất là đều, cũng nở luôn cho chân mình nghĩa từ cái đỉnh mình kéo ra dài xuống nha quý vị. Tay cành gì nghĩa kỹ ha, tay cành đặt kẹo. Cây này là cây mai xù nha cô chú anh chị. Cây này về cả nhà em nuôi một thời gian nè. Là đây, những chỗ này nó sẽ chảy ra cho mình những cái bệt nhựa xù nha cô chú anh chị. Cây này rất là có giá trị nha. Mai xù bắt đầu mình tính từ đây đi ha. Dạ. Đây đi. Lúc ở trên cũng có nữa nhưng mà thôi tính từ đây. Đây đi. Nè, từ đây là phát sinh nhiều, những chi nhánh đầu nứt đều hết luôn. Dạ xuống nè. Đây. Có gì? Hàng xù nha cô chú anh chị, xù tự nhiên nha. Xù tự nhiên của cây nha cô chú anh chị. Đó, nó nứt đều toàn thân luôn. Mua hột dừa em mấy chục cây được, có duy nhất cây thôi cô chú anh chị. Cây này chiến rồi em có lên clip nhưng mà khách trả giá em chưa vừa ý cho nên là em chưa có giao lưu được. Chiến này em giao lưu lại. Đây bộ đế dán co nè cô chú anh chị. Dạ cây sầu cuối clip này của em. Khoan, đi qua đế kỹ kỹ cái ha. Cây này bây giờ là của em nhưng mà khi lên clip thì nó là sẽ của các anh. Các anh ơi ủng hộ giùm em nha. Các anh chốt thì chắc sẽ là của các anh thôi. Dạ. Để đó. Để có hết luôn. Sầu thì nó nở bích thân hết luôn cô chú anh chị. Sầu tự nhiên của cây nha cả nhà. Giao lưu như đây em. Dạ mã số sầu cuối clip này em xin giao lưu giá 8 triệu em phí ship 200 cây số luôn cô chú anh chị. Vừa tàn vừa đế vừa sầu, cây này là toàn diện luôn cả nhà ơi. Dạ thì cuối clip thì em gái chiến này thì em gái cũng về lô mai bự. Cũng như chiến rồi thì em gái cũng rất mong cô chú anh chị bạn bè gần xa yêu thương ủng hộ em. Thích cây nào thì cứ alo dùm em, số điện thoại là 0346929112 cũng là số Zalo của em. Em tên là Yến Tâm, em cảm ơn cô chú anh chị bạn bè gần xa. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào cứ alo em Tâm ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.